Ê, ê, ê. À. Giờ đây mày nằm trên thằng kia đưa tì ra như bắt chanh. Dì cái đấy là bằng cuộc sống do mình sẽ mất phanh. Ông ta mà chăm chỉ còn có của để dành. Chứ ông ta mà lông bông giờ chỉ có hút canh. Alo bạn này nhà còn không tôi một múc. Anh em lúc khó khăn mình giúp nhà một chút. Quý nhau ở lúc đó chứ nói gì lúc đó. Ôi bạn ơi yên tâm chuyện nhỏ là chứ xin cho. Làm sao để làm một bài nhạc? Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của DJ Minh Trí. Thời gian vừa rồi thì mình bị nhốt ở nhà, mình không được đi đây đi đó, đi hưởng chỗ nọ chỗ kia để vlog cho các bạn xem. Mình chỉ có thể ở nhà thôi. Và ngày hôm nay thì cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Trải qua một buổi sáng làm việc cật lực thì bây giờ mình có thời gian ở studio. Chính vì thế mình nảy ra một ý định rằng muốn cho các bạn xem hành trình mình làm một bài nhạc như thế nào. Trước khi bắt tay vào làm một việc gì đấy thì mình thường lên ý tưởng cho việc mình sẽ làm. Trong trường hợp bí ý tưởng quá thì thường là mình sẽ tham khảo những bài hát mình yêu thích. Thời gian gần đây thì tất cả đều phải tự cách ly, tự ở nhà. Và mình có nghe được một bài hát, trong đấy có một câu là Boring the house, boring the house. Không hiểu sao cái giai điệu đó nó cứ ám ảnh ở trong đầu mình. Và mình quyết định là mình sẽ làm một cái beat nó tương tự như thế một chút. Ở đây chúng ta cần làm rõ một việc giữa việc tham khảo lấy ý tưởng để được truyền cảm hứng khác hẳn với việc là chúng ta copy một bài nhạc nào đấy. Cái giai điệu cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Chính vì thế mình muốn làm một cái beat nào đó nó tưng tửng, nó nhẹ nhàng, không quá nhanh mà cũng không quá chậm, tốc độ vừa phải thôi nhưng cũng đủ để làm cho các bạn phải lắc mông theo nhạc. Chính vì thế mình sẽ chọn tempo là khoảng 100. Duy nhất ám ảnh mình trong bài hát này đấy là cái tiếng snap giữ nhịp và cái tiếng 808 của cái beat rất đơn giản nhưng dễ nhớ, dễ thuộc và nó làm cho mình có cảm hứng muốn rap theo nó. Years later. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần làm beat và bây giờ nhiệm vụ của mình là ngồi vỉnh râu lên nghe để nghĩ ra ý tưởng và viết ra lyric của bài hát này. Ngày hôm trước thì Facebook nó có nhắc mình về một cái ảnh của vài năm trước, thấy lịch diễn dài và mình cảm thấy là cái thời điểm đấy kiếm tiền nó dễ hơn bây giờ rất nhiều. Tuy nhiên vào cái thời buổi khó khăn này, nếu mà mình làm một bài hát u tối với những cái lời lẽ u tối không tích cực thì nó sẽ mang lại một cái cảm giác khó chịu với mọi người. Chính vì thế mình muốn làm một cái beat mang tính chất là vui tươi tưng tửng và quan trọng là cái lời của bài hát phải truyền cảm hứng được đến với người nghe.
Và đây là cái công đoạn khó khăn nhất trong việc làm ra một bài nhạc. Đấy chính là viết ra nội dung của bài hát đấy. Viết lời. Bắt đầu bằng giờ này vài năm trước đang kiếm nửa tỷ, ghê không, nửa tỷ dễ như vắt chanh. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái cách mà mình viết rap. Đầu tiên thì mình nghĩ ra một cái câu mở đầu, giờ này vài năm trước đang kiếm nửa tỷ dễ như vắt chanh. Từ cuối của cái câu này có vần anh, thế nên là mình sẽ tìm các cái từ như là manh nè, phanh nè, canh nè, tanh nè, lanh này, để cho nó vần và nghĩ tiếp các cái câu sau. Thì ở đây đang là vần anh và nó đang trôi đều cho nên là không thể có dấu mạnh hay là dấu sắc được. Thì nên là mình chọn từ phanh đi, giống như là đang đi mà kiểu xe mất phanh, như kiểu là cuộc sống kiểu lao đao xuống dốc như là xe mất phanh. Ok. Giờ này vài năm trước tháng kiếm được tỷ dễ như vắt chanh, dịch bệnh đến làm mạch cục xuống dốc như xe mất phanh. Ông nằm ở chăm chỉ, ok, ông nằm ở chăm chỉ còn có của để dành. Chứ còn cái ông nào mà lông bông thì giờ này chỉ có mà ông nằm ở chăm chỉ còn có của để dành. Chứ ông nằm mà lông bông thì chỉ có húp canh, canh thì cơm đéo được mà ăn. Rồi, có vẻ hơi buồn. Bốn câu đầu là văn tả cảnh, bốn câu sau thế là văn tả thực. Cường ơi, sao? Cuốn anh đâu cần? Còn không? Ui, còn có một tí ti đấy á. Đâu, mất rồi. Bỏ mẹ rồi. Bây giờ gọi thằng nào mang gần này. Alo bạn à? Alo bạn ở nhà còn không, vứt tôi một búp. Anh em lúc khó khăn thì mình giúp nhau một chút. Anh... Anh em lúc... Oh fuck. Alo bạn à, nhà còn không, vứt tôi một búp. Anh em lúc khó khăn mình giúp nhau một chút. Quý nhau ở lúc đói chứ nói gì lúc đó. Ôi bạn ơi, yên tâm chuyện nhỏ để tôi ship cho. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Yên tâm chuyện nhỏ. Ê. Giờ này vài năm trước thằng kiếm tiền tỷ ra như bắt chanh, dịch bệnh đến làm mạch cục xuống dốc như xe mất phanh. Ông ta mà chăm chỉ còn có của để dành, chứ ông ta mà lông bông giờ chỉ có hút canh. Alo bạn này nhà còn không, tôi một múc. Anh em lúc khó khăn mình giúp nhau một chút. Quý nhau ở lúc đó chứ nói gì lúc đó. Ôi bạn ơi, yên tâm chuyện nhỏ để tôi xin cho. Rồi, bây giờ cái đoạn này mới là cái đoạn quan trọng. Sau khi mà mình viết xong lời rồi, bây giờ mình đã chuẩn bị mic và bây giờ mình sẽ thu âm. Trong thời gian thu âm thì mình nghĩ là mình sẽ kêu gọi sự giúp đỡ. Gọi điện thoại cho người thân. Alo, alo. Em à? Alo. Em đang. Làm gì đấy? Alo. Làm gì đấy? Em đang cái gì? Em đang đi quay rồi. Đang đi quay á? Bao giờ xong? Em xong rồi, anh sao anh? Anh định nhờ em chạy sang đây quay cho anh cái MV nửa tỷ cái. MV nửa tỷ à? Bao giờ rồi anh? Anh đang quay này, anh đang thu này. Khi nào xong thì qua đây nhá. Ok. Qua đây hút cần anh nhá. Giờ này vài năm trước tháng kiếm được tỷ dễ như vắt chanh, dịch bệnh đến là mai cũng xuống giống như sẽ mất phanh. Alo bạn ở nhà còn không, xin tôi một búp. Anh em lúc khó khăn mình giúp nhau một chút. Quý nhau ở lúc đó chứ nói gì lúc no. Ôi bạn hãy yên tâm chuyện nhỏ đợi tôi ship cho. Khá hơn. Thanh niên lúc này mới cần có trí lớn, ngồi không mà than vãn thì không thể khá hơn. Thôi thì cứ vui lên, bắt tay vào việc, lạc quan lên mà sống, đảm bảo sau này cuộc đời sẽ trả ơn. Gì bạn này? Cho hỏi đây có phải số của anh Black
Không, anh là Snoop Chí em ạ. Brad Chí là thằng khác. Thằng em đóng phim, anh đang đọc rap. Anh là Snoop Chí. Có gì không em? Em xin ra ăn nhé, để mẹ tú cầm anh xuống ăn mình một chảy đá. Ơ, em mang gì sang đấy? Em mang nhãn với cả cuốn tôm ấy. Thế á? Thế thì cứ để đấy ăn đi, không phải lên đây ngồi, ta đang thu. Em lại phải đi ship rồi anh ạ. Ai còn rồi, đi ship. Rồi đi ship cơ không ạ? Đi ship cơ không ạ? Thôi được rồi, đi đi để anh thu xong đã nhá. Xong tí sang chờ, xong về đây nhá. Phù phép cho nó, phù phép cho nó. Đấy. Giống như xe mất phanh, ông nào mà chăm chỉ còn có của để dành, chứ ông nào mà lông bông giờ chỉ có hút cay. Alo bạn ở nhà còn không, xin tôi một búp. Anh em lúc khó khăn mình giúp nhau một chút, quý nhau ở lúc đó chứ nói gì lúc nó. Ôi bạn ơi yên tâm chuyện nhỏ đợi tôi xít cho. Đang yên đang lành tự nhiên lại đói, check tài khoản ôi thôi bỏ mẹ tháng này lại ăn mì gói. Nhưng mong lên cố mà nghĩ cái kiếm tiền, cứ ngồi đấy mà đợi hết dịch thì đảm bảo là sẽ chết liền. Thanh niên lúc này mới cần có chí lớn, ngồi không mà than vãn thì không thể khá hơn. Thôi thì cứ vui lên bắt tay vào việc, lạc quan lên mà sống đảm bảo sau này cuộc đời sẽ trả ơn. Nhớ mong lên mà làm, nhớ mong lên mà làm, hey. Nhớ mong lên mà làm, 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 nhớ mong lên mà làm. Yeah, và đó là cái cách mà mình sản xuất ra một bài nhạc. Nếu như các bạn đang tự đặt cho mình một câu hỏi là tại sao mình làm rất nhiều nhạc nhưng không phát hành, thì như các bạn biết đấy, thời gian này rất khó khăn và mình đang phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho công việc riêng của mình, đó chính là khai giảng một khóa học mới tại Smoke. Mình đang ở Smoke. Nếu như các bạn cảm thấy là cái đoạn này nó hơi giống quảng cáo thì thật sự đúng, nó là quảng cáo. Thời gian sắp tới thì mình sẽ khai giảng lớp DJ mới của mình tại Smoke Studio số 8 ngõ 88 phố Võ Thị Sáu, Hà Nội. Và nếu như các bạn muốn biết thêm chi tiết thì gọi vào số điện thoại mình để ở dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu các bạn là những người đầu tiên theo dõi thì nhớ chia sẻ video clip này để cho kênh của mình càng ngày càng phát triển. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Peace. Nhà thủ đô yêu cầu lọc của em bật đủ to. Nhà thủ đô không muốn vào bạn em cùng rủ vô. Nhà thủ đô anh không tỉnh nhưng cũng không ngủ mơ. Nhà thủ đô muốn nghe thì vì họ phải đủ đô.